Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cựu chiến binh huyện Sông Lô tích cực học tập và làm theo lời Bác. Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn tỉnh. Phần tin quốc tế có những tin chính. Mỹ cam kết thúc đẩy các bên xung đột thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình Minsk. Pháp kêu gọi châu Âu tăng cường kiểm soát biên giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ xã An Hòa, huyện Tam Dương vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo huyện Tam Dương. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã An Hòa đã tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 38,7%. Cơ cấu kinh tế tăng dần theo hướng tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, nông nghiệp. Trong nông nghiệp, chăn nuôi vẫn là mũi nhọn, phát triển theo hướng trang trại chăn nuôi tập trung và gia trại, trang trại nhỏ theo mô hình công nghiệp, bán công nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%, giảm 12,2% so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 21,9 triệu đồng một người một năm, tăng 22% so với mục tiêu đề ra. Công tác văn hóa xã hội phát triển và có nhiều tiến bộ, trật tự an ninh được giữ vững, ổn định, công tác quốc phòng được củng cố, mở rộng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được Đảng bộ quan tâm đẩy mạnh. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp thêm 44 đảng viên, thành lập mới 2 chi bộ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 77%. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã An Hòa sẽ tiếp tục thực hiện và triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân từ 18 đến 20% một năm. Tổng sản phẩm xã hội làm ra trên 300 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một người một năm. Hàng năm kết nạp từ 10 đến 12 đảng viên mới, trên 75% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Hội cựu chiến binh huyện Sông Lô hiện có gần 7.000 hội viên sinh hoạt tại 175 chi hội, xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đóng vai trò hết sức quan trọng, có tác động rất lớn trong rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ hội viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Đến nay, đã có 100% cán bộ hội đăng ký tự giác gương mẫu đi đầu học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cấp ủy và tổ chức hội cơ sở. Không chỉ là những người lính anh dũng kiên cường trong thời chiến, mà trong thời bình, những cựu chiến binh huyện Sông Lô luôn xung phong hăng hái trên mọi mặt trận, xứng danh là bộ đội Cụ Hồ. Hội đã vận động hội viên đổi mới phương thức lao động, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ nguồn vốn cho các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho các hội viên. Đến nay, hội đã ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sông Lô trên 50 tỷ đồng cho gần 2.500 hội viên vay. Có được nguồn vốn, nắm chắc quy trình kỹ thuật, nhiều cựu chiến binh đã phát huy tính năng động sáng tạo để bứt phá, làm giàu chính đáng, trở thành những điển hình tiêu biểu. Đến nay, số hội viên cựu chiến binh khá giàu của huyện chiếm trên 70%, hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%. Quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, Hội cựu chiến binh huyện Sông Lô luôn tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều cựu chiến binh đã thể hiện được bản lĩnh cách mạng vững vàng, tinh thần đấu tranh đến cùng vì lẽ phải, vì lợi ích chung của cộng đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về phát hiện, chăm sóc, quản lý người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng cho đội ngũ cộng tác viên dân số, y tế, thôn, bản và cán bộ ở các cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh. Các học viên được các chuyên gia về chăm sóc sức khỏe tâm thần của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cung cấp những kiến thức chung nhất về bệnh tâm thần và rối nhiễu tâm trí, cách phát hiện, chăm sóc và quản lý người bệnh tại cộng đồng, từ đó hướng dẫn cho gia đình có đối tượng mắc bệnh tâm thần về phương pháp phát hiện, chăm sóc, phục hồi chức năng cho đối tượng. Lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cộng tác viên cơ sở tăng cường năng lực trong công tác lập hồ sơ, phối hợp quản lý đối tượng được tốt hơn. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có trên 1.600 người bị bệnh tâm thần và rối nhiễu tâm trí được chăm sóc tại các cơ sở y tế, số còn lại được gia đình tự chăm sóc. Thông qua lớp tập huấn sẽ hình thành mạng lưới cộng tác viên chuyên nghiệp có kiến thức sâu về bệnh tâm thần và rối nhiễu tâm trí, để tình hướng tới mô hình quản lý chăm sóc, điều trị tại cộng đồng, thông qua việc cung cấp dịch vụ trị liệu, phục hồi chức năng cho người bị rối nhiễu tâm trí có nguy cơ chuyển sang bệnh tâm thần, cần chữa trị ổn định,
nhằm hạn chế sự gia tăng của bệnh trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều lợi thế để đẩy mạnh phát triển du lịch dịch vụ. Thời điểm này được coi là mùa du lịch trong năm, lượng du khách đến với các khu du lịch nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh tăng cao. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh cùng các địa phương quan tâm, chủ động thực hiện. Tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, một trong những khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nổi tiếng của tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thường xuyên thanh kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện đầy đủ quy định về phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tài sản cho du khách và chính các cơ sở. Cấp ủy chính quyền địa phương của thị trấn Tam Đảo chúng tôi thì thường xuyên quan tâm đến cái công tác đảm bảo cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, và đặc biệt là cái công tác phòng cháy chữa cháy ở trên địa bàn, quán triệt cho các cơ quan đóng trên địa bàn cũng như là các khách sạn, nhà hàng, các hộ dân là phải có ý thức về cái công tác phòng cháy chữa cháy và phải có cam kết đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy và trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy đến tất cả các cơ quan cũng như là các khách sạn, nhà hàng, các hộ dân. Thị trấn Tam Đảo hiện có 87 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 1.500 phòng nghỉ. Những năm qua, chất lượng du lịch dịch vụ của thị trấn đã từng bước được nâng cao. Cùng với việc quan tâm nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, cung cấp dịch vụ tốt cho du khách, ngay từ khâu thiết kế, nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú đã chủ động xây dựng, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, hầu hết các cơ sở đều lắp đặt hệ thống thiết bị chữa cháy tại chỗ, thành lập các đội chữa cháy cơ sở, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do ngành chức năng tổ chức. Nhận thức được cái tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng người và của khách du lịch đến đây cũng như là nhân viên cơ sở kinh doanh, thì chúng tôi thường xuyên tổ chức tập huấn, tuyên truyền và giáo dục cái ý thức về phòng cháy chữa cháy đối với cán bộ nhân viên lao động ở đây, và đồng thời chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức cho một bộ phận đội ngũ chuyên trách thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng các cái thiết bị cháy chữa cháy ở trong cơ sở kinh doanh. Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy đã góp phần đảm bảo an toàn, nâng cao uy tín của các cơ sở kinh doanh lưu trú. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ được xây dựng và đi vào hoạt động 20 năm nay chưa để xảy ra tình huống cháy nổ đáng tiếc nào. Về hệ thống điện thì khách sạn đã quan tâm ngay từ khi mà xây dựng, thì đã đặt thành những cái vấn đề là từng chi tiết thì nó đều có những cái át để đề phòng khi mà có hiện tượng chập cháy. Ví dụ như là cái nhỏ nhất là từ cái ấm điện hoặc là này khác thì nó đều có át an toàn. Thế và thứ ba nữa là gì? Để mà đảm bảo cho cái việc mà cái mùa vụ nó đến thì bao giờ khách sạn cũng quan tâm đến cái việc mà có cái hệ thống điện để bổ sung thêm, kiểm tra thường xuyên những cái hệ thống dây tải điện. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa du lịch 2015, lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh đã tăng cường kiểm tra đôn đốc chủ cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong công tác phòng cháy chữa cháy, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của địa phương. Tập trung củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, nhất là các khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch ở nơi cách xa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Xây dựng phương án chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy lớn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Học viện Bộ Nội vụ Kiev, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu bà Victoria Nuland cho biết Mỹ đang tham gia một cách tích cực trong việc thúc đẩy các bên xung đột thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình Minsk. Bà Victoria Nuland, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu cho biết, thông điệp chính của chúng tôi là Mỹ hiện đang tích cực hỗ trợ để giúp thỏa thuận hòa bình Minsk được thực thi một cách đầy đủ ở mọi khía cạnh an ninh, chính trị và cả khía cạnh nhân đạo. Các cuộc tấn công đã ít đi, tuy nhiên chúng ta không nên hài lòng với kết quả này. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn thúc đẩy mạnh mẽ việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk và xem chúng ta có thể đạt được kết quả gì trong thời gian tới. Nhân chuyến thăm Kiev lần này, bà Nuland cũng đã tới thị sát cuộc diễn tập chung giữa lực lượng cảnh sát Mỹ và lực lượng cảnh sát Ukraine.
Các quan chức ngoại giao Trung Quốc và Mỹ đã cam kết xây dựng quan hệ song phương hiện nay và thu hẹp các bất đồng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thông qua đối thoại. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định hai cường quốc này có nhiều lợi ích chung hơn là bất đồng. Do đó, hai bên cần hành động trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm nền tảng chung trong khi thu hẹp những bất đồng và giải quyết các vấn đề nhạy cảm theo hướng xây dựng. Về phần mình, Ngoại trưởng Kerry cũng nhắc lại quan điểm thúc đẩy quan hệ đối tác Mỹ-Trung, đồng thời khẳng định chỉ có đối thoại về những bất đồng mới có thể thu hẹp được chúng. Và điều này đánh dấu mối quan hệ hiệu quả. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định hai bên đã hội đàm sâu về một loạt vấn đề, trong đó có đàm phán hạt nhân với Iran và Triều Tiên và nhất trí duy trì liên lạc quân sự. Trong chuyến thị sát bất ngờ tới Menton, một thị trấn nhỏ nằm gần khu vực biên giới giữa Pháp và Italia, Thủ tướng Pháp đã lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu-EU tăng cường kiểm soát biên giới trong bối cảnh số lượng người di cư vào châu Âu ngày càng gia tăng. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, trước hết chúng ta phải củng cố giám sát ở biên giới bên ngoài châu Âu. Tháng 4 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã tăng gấp 3 lần hoạt động tìm kiếm và cứu nạn người di cư tại Địa Trung Hải. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần đi xa hơn nữa bằng việc tạo ra một hệ thống kiểm soát biên giới châu Âu. Đồng thời, việc phân bổ hạn ngạch người nhập cư trái phép đối với các nước thành viên EU cần phải công bằng hơn. Tuần trước, Ủy ban châu Âu đề xuất phân bổ hạn ngạch người nhập cư cho các nước thành viên dựa trên các tiêu chí tổng thu nhập, quy mô dân số và số lượng người tị nạn trước đây. Nhiều nước lo ngại một khi họ tiếp nhận người nhập cư trái phép, tất cả những người này sẽ được cấp thị thực nhập cảnh. Điều đó sẽ cho phép họ được tự do đi lại trên lãnh thổ khu vực Schengen và việc kiểm soát sẽ rất khó khăn. Giáo hoàng Francis đệ nhất đã tiếp kiến Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Tòa thánh Vatican, một ngày trước khi phái đoàn Palestine dự lễ phong thánh hai sơ người Palestine tại Vatican. Theo văn phòng báo chí Tòa thánh, cuộc gặp này kéo dài chỉ 20 phút nhưng hai bên đã bàn luận về tiến trình hòa bình ở Trung Đông, khẳng định ý nguyện sẽ tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài trong khu vực, đồng thời tuyên bố nhận thức được tầm quan trọng của cuộc chiến chống khủng bố và đối thoại liên tôn giáo. Giáo hoàng và nhà lãnh đạo Palestine cũng đánh giá cao thỏa thuận chung đã đạt được, trong đó Vatican công nhận nhà nước Palestine, trong khi Palestine tôn trọng tự do tôn giáo, cho phép nhà thờ công giáo hoạt động tự do trong lãnh thổ nhà nước này. Trước khi giáo hoàng và Tổng thống Abbas gặp nhau, phái đoàn ngoại giao của hai bên đã thống nhất xong văn bản của một hiệp định được cho là mang tính lịch sử, bất chấp sự phản đối của Israel. Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi cùng hơn 100 người khác tại tòa án nước này tuyên án tử hình do gây ra cuộc vượt ngục quy mô lớn trong thời điểm bạo loạn hồi năm 2011. Trong số hơn 100 người bị kết án còn có lãnh đạo tổ chức anh em Hồi giáo Mohamed Badei cùng với cấp phó là Khairat Ansatar. Cựu Tổng thống Morsi là một trong số hàng chục nhà lãnh đạo Hồi giáo bị giam giữ trong cuộc trấn áp khiến hàng trăm người ủng hộ ông thiệt mạng, gồm giáo sĩ Hồi giáo Yusuf Al-Qaradawi sống tại Qatar. Tòa án sẽ thông báo quyết định cuối cùng vào ngày 2 tháng 6 tới. Tổ chức ân xá quốc tế đặt tại London bác bỏ cáo buộc, cho rằng việc kết án ông Morsi phản ánh tình trạng tồi tệ của hệ thống công lý Ai Cập. Đại diện của tổ chức này cho rằng án tử hình đã trở thành công cụ ưa thích của nhà chức trách Ai Cập để thanh trừng phe chính trị đối lập. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.